cho nó diễn hay quá không? Lần sáng đi mua đồ nó lâu có đủ mình đâu. Hả? Em mới gọi cho nó, em kêu là có gì á, em mua giùm chị mấy cái áo. Hi. Hi tất cả các bạn, mọi người thấy rõ không ạ? Mọi người ơi, mọi người thấy rõ không? Hello, Lô Thị Hằng, chào em nha, Đỗ Tâm, chào em nha. Hôm nay là sẽ là bữa cuối cùng Phương sẽ livestream tặng tiền cho các bạn. Tại vì ngày mai Phương sẽ đi Hàn Quốc rồi. Phương đi Hàn Quốc cho nên là sẽ không có thời gian để tặng thêm quà cho các bạn nữa. Cho nên là Phương sẽ live bù hôm nay và một tuần sau Phương mới live lại. Vì vậy là hôm nay các bạn nào chuẩn bị sẵn sàng để kiếm được 500 ngàn nhiều nhất của Phương nha. Hôm nay sẽ chơi thêm một tờ 100 đô nữa, là tầm khoảng 2 triệu mốt nữa. Thì Phương sẽ cho một tờ 100 đô nữa và bạn nào may mắn thì bạn đó sẽ được trúng nha. Mong là các bạn có thể trúng thưởng để lấy tiền trả nợ. Lúc nãy thì có một bạn nhắn tin là chị ơi chị like đi thì em sẽ lên em coi để em trúng thưởng để em lấy tiền trả nợ. Gọi tên em đi, Thân Suri chị chào em nha. Ngọc Celia, Trương Hạ Uyên, ok bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chơi nha. Chúng ta sẽ không làm mất thời gian nữa. Hôm nay thì mình sẽ chơi từ tờ tiền 50 ngàn, 100 ngàn, 200 ngàn, 500 ngàn và tờ 100 đô nha các bạn. Và thể loại cuộc chơi như sau, chúng ta sẽ comment được hai chữ số đầu nha, không chơi số cuối nữa mà là hai chữ số đầu của tờ tiền mà mệnh giá mà các bạn được trúng. Cộng với lại các bạn phải share cái like này ra. Và cộng thêm nữa là khi mà kết thúc live, bạn nào share lên group, các bạn phải nhớ là copy cái link đó, sau đó là vào từng nhóm các bạn gán lên. Chứ còn các bạn mà dùng mà ấn liên tục đó, thì nó sẽ bị spam và nó sẽ chặn, nó sẽ không cho những cái share của các bạn lên. Vì vậy mà mọi người chú ý trong cái việc là share bài của Phương là phải copy cái link đó và gán lên trên các nhóm. Thì bạn nào mà gán lên 50 nhóm thì sẽ được nhận là 500.000 đồng, từ 100 cho tới 500.000 đồng, cộng với lại sản phẩm là Phương có ghi chú thích ở trên đó, tùy các bạn chọn nha. Hi. Ok, thì hôm nay Phương sẽ đọc tên các bạn nào mà trúng thưởng, Phương sẽ đọc tên luôn nha. Anh Vũ ơi, chắc anh Vũ phụ em coi á, là có nhiều khi cái comment nó bị trôi á, trên đây không thấy, anh dùng cái điện thoại này anh coi thử bạn nào mà comment xong rồi bạn nào mà trúng giải xong bạn đó share thì anh báo với em được không? Anh đi hả? Ok, vậy để Phương sẽ tự Phương kiểm tra nha các bạn. Hai Tâm An, các bạn nhớ share cái like này ra nha. Bây giờ thì thể loại cuộc chơi như sau. Mình sẽ chơi tờ tiền 50.000 trước. Các bạn sẽ trúng tờ 500.000 cộng với lại một sản phẩm là Sunwin hoặc là body lotion, tùy các bạn chọn. Một là Sunwin, hai là body lotion, các bạn muốn chọn cái nào cũng được nha. Sunwin cũng được mà body lotion cũng được, cái nào thì Phương cũng sẽ gửi theo yêu cầu của các bạn luôn. Ok, cô sẽ gửi theo yêu cầu nha. Bây giờ chúng ta chơi từ tờ tiền 50 ngàn trước. Các bạn đón giùm Phương hai chữ số đầu của tờ tiền 50 này nha. Những cái bạn hôm qua là Phương đã chốt hết đơn và chuyển khoản tiền cho các bạn rồi. Các bạn ơi, đón giùm Phương hai chữ số đầu của tờ tiền 50 này nha. Đón hai chữ số đầu của tờ tiền 50 ngàn này sẽ được trúng một tờ tiền 50 cộng một Sunwin hoặc là tắm trắng lộ ấy, hoặc là body lotion, tùy các bạn thích nha. Tùy các bạn thích nha. 500 ngàn nè, 500 ngàn, 50 ngàn, 100 ngàn, 200 ngàn, các bạn đón đi. Nga Châu chị thấy em nha. Mọi người ơi, mọi người share cái like này ra thì Phương mới có thể tặng các bạn tiền được nha. 50 ngàn cộng với lại một hộp Sunwin. Đây, một hộp Sunwin màu rất là đẹp luôn, màu cực kỳ là chuẩn luôn. Phương sẽ lấy tặng cho các bạn nha. Các bạn gái hãy comment để trúng cái này, và các bạn trai trúng để tặng cho các bạn gái nha. Một Sunwin và một body lotion.
một body lotion đó, một body lotion các bạn thích cái nào đó thì Phương sẽ tặng cho bạn cái đó luôn. Một sunscreen này là một body lotion. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chơi nè, các bạn đón đi. 87 không đúng nha, 82 cũng không nha em. 82 không đúng, 82 không đúng rồi. Thị Yến ơi, 82 không đúng, 15 cũng không nha em. À, 15 cũng không. Em ơi 15 không, 23 không nha Ngọc. Ngọc Hồ Ngọc ơi. Mai Thúy 24 không đúng nè, Tư Nguyễn 78 không đúng, Tư Nguyễn 93 không đúng. Tư Nguyễn 83 không đúng. Các bạn ơi, các bạn đón thêm nha. Trâm An 96 không đúng. 96 không đúng rồi, Phương sẽ coi trên cái phone này sẽ rất là dễ. Sáu không đúng, gợi ý đi bot không được em ơi. Tại vì cái này là tiền mà, nếu như mà gợi ý là sẽ biết ngay luôn. Bot thấy em không? Mai Anh chị thấy em nha. Hồ Ngọc 47 không đúng, anh 97 không đúng nè. Nga Châu 90, Nga Châu 47 cũng không đúng, 72 cũng không nha em. 82 cũng không nha. Các bạn ơi, các bạn phải nhớ share cái like của Phương ra thì các sản phẩm đó mới cái đón của bạn mới được trúng nha. 75 cũng không, 99 không, 35 không, 16 cũng không nha em. 79 cũng không nè, 91 cũng không nè, 35 cũng không nữa. Mọi người đón thêm giùm Phương đi, chị thấy em không? Vizumi chị thấy em nha. Anh 54 không đúng. Chị ơi xíu check inbox của em nha. Ngọc Tuyết ok em. Relay Me 16 không đúng nha em. Hồ Ngọc 67 cũng không nè. Trăm Trăm 16, 11 không đúng. Hạ Uyên 28 không đúng. Chị thấy em không? Tường Vi. Trinh Đặng 40 cũng không nha em. Trinh Đặng 40 là không đúng đây nè. Trinh Đặng 40 là không đúng nha. Trinh Đặng ơi không đúng rồi. Hồ Ngọc 68 cũng không, 67 cũng không. Các bạn ơi, cái chữ số này ở đầu nó rất là ngắn luôn, nó rất là nhỏ. Cho nên các bạn đón giùm Phương là cái số tương đối nhỏ thôi. Hồ Hà 12 không nha em. 04 cũng không nha Đỗ Tâm. Chị thấy em không? Ngọc Tuyết. Ngọc Tuyết chị thấy Ngọc Tuyết nha. 66 cũng không. 65 cũng không. Bạn ơi, có một bạn đón trúng nhưng mà chưa có share cái like thì Phương sẽ không trúng nha. Tại vì Phương dùng thêm một cái phone nữa, Phương nhìn thấy là bạn không có share, Phương kích vào Phương thấy là bạn không có share nha. 37 Ngọc Châu không đúng nha Châu. Hằng Mi Nhon 53 không đúng. Anh 22, 22 nhỏ xuống xíu nữa anh ơi. Chị thấy em không? Thảo, chị thấy Thảo nha. Anh ơi em xuống một chút nữa. À có một bạn đón trúng tên là Trâm Trâm nha. Trâm Trâm là người đón trúng số 14 nha các bạn. Số 14 nha các bạn. Số 14 đầu nè. Trâm Trâm là người đón trúng, chị đã chụp lại rồi. Trâm Trâm ơi, em nhắn tin inbox cho chị để chị có thể là gửi cho em 50.000 nha. Trâm Trâm ơi, em nhắn tin inbox cho chị để chị gửi cho em là 50.000 sản phẩm. Cái sản phẩm đó là 50.000 nha. Bé Trâm ơi, nhắn tin cho chị nha. Chúng ta sẽ đón thêm, đã có một bạn nhận được một tờ 50.000 cộng với một sunscreen hoặc là một body lotion nếu như bạn đó chọn. Và bây giờ chúng ta sẽ chơi thêm một tờ lớn hơn, đó chính là tờ 100 nha. Các bạn ơi, các bạn đón giùm Phương là hai chữ số đầu của tờ 100 này nha. 19 không đúng. Hai chữ số đầu của tờ 100, 19 không đúng nha em. 19 không đúng nè. Thùy Dương Thái 54 không. Sao 16 không. Sao ơi 16 không. Thoại Mi Nhung chị thấy em nha. Lương Tuyết Hoa. Hu hu em chia sẻ em đón rồi. Em đón đi, em đón chưa trúng mà. Nga Phạm chị thấy em. Tường Vi 43 không đúng nha. Số 10 cũng không. Mai Thùy 76 không. Trinh Đặng 21 không. Tú Bình chị thấy em đó Tú Bình ơi. Các bạn á, ví dụ như các bạn comment cái số các bạn bấm, ví dụ như 16 bấm thêm chấm 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 hoặc là chữ a hoặc là chữ a a a thì nó sẽ hiện lên.
Đó, đúng rồi. Kim tươi 26 không, kim tươi 83 không nha em. Vi Phạm chị thấy em mà anh 53 không nè. Anh ơi, cái số này nó tương đối nhỏ, em xuống một chút nữa. Hồ Ngọc 28 không đúng. 18 cũng không. Thi Tuyết. Thấy Thi Tuyết nha, Thi Tuyết chị thấy em nha. Em ơi Thi Tuyết ơi, em share cái like này ra nha. Em share cái like này ra. 05 Nương Nguyễn cũng không đúng nữa. 05 không đúng nha. 05 không đúng nha em. 73 không đúng. Anh ơi em xuống một chút nữa. Đỗ Tâm 15, 15 không đúng. Xuống một chút nữa Đỗ Tâm ơi. Xuống một chút nữa nha em. 15 không đúng rồi. Đỗ Tâm ơi xuống một chút nữa. 25 xuống một chút nữa em ơi. 15 không đúng, 35 cũng không nữa. Em ơi cái số này nó tương đối là nhỏ. Nó tương đối là nhỏ nha, các bạn đố một số nhỏ thôi. Đỗ Tâm ơi 08 không đúng nè, 00 là không có rồi. 49 Lưu Thị Hằng không có nha em. 49 Lưu Thị Hằng không có. 12 Tư Nguyễn gần đúng rồi em ơi, đố thêm một chút nữa. 15 không đúng nè. Trinh Đặng 46 không đúng. Em ơi nhớ share cái like này ra nha. Còn nếu như mà em không share thì không thể nào mà cho em trúng được. Mặc dù là em đoán đúng số rồi nhưng mà chị không cho được. Là phải share trước khi comment. Chị dùng điện thoại này để chị kiểm tra nha. Anh 13, 13 không đúng anh ơi xuống một chút nữa. Trinh Đặng 12, 12 không đúng nha anh xuống một chút nữa. Anh trúng rồi nha, số 11 nha em. Anh ơi 11 là đúng rồi nha em. Anh là bạn trúng được 100.000 đồng cộng với một sữa rửa mặt nha. Rồi, bạn số 2 là bạn anh. Anh đã trúng được tờ 100.000 nha. Anh trúng được tờ 100.000 cộng với lại một body lotion hoặc là một son win tùy bạn. Có hai bạn trúng, một bạn tên là có hai bạn trúng này, Phương có chụp lại, các bạn đợi Phương chút nha. Phương có chụp lại. Hai bạn trúng, một bạn tên là Trâm Trâm. Số 14 trúng được một tờ 50 cộng với một son win hoặc là một hộp body lotion bên Phương. Bạn số 2 là bạn Anh. Bạn Anh thì đón được số 11 trúng được tờ 100.000 cộng với một body lotion hoặc là son win bên Phương nha. Đây là son win bên Phương với giá 260.000 đồng đã thuộc về bạn Anh. Và cái body lotion này 320.000 cũng thuộc về anh nữa. Có nghĩa là giá trị tiền thưởng này nó lên gần tới gần 700.000 đó. Rồi chúng ta sẽ chơi tờ tiếp theo, đó chính là tờ 200.000 nha. Với cái tờ 200.000 này thì các bạn đón giùm Phương là hai chữ số cuối của tờ 200.000 này nha. Tại vì chữ số đầu đã bị lập trùng rồi. Hai chữ số cuối của tờ 500.000, của tờ 200.000 này sẽ được trúng một tờ 200.000 cộng với lại một body lotion với giá 320.000 bên Phương. Thoa cực kỳ là êm, cực kỳ là mềm luôn. Và đặc biệt các bạn mà mặc quần áo mà sợ vết dính kem thì dùng thằng này rất là ok luôn. Với lại một cái son win này là son kem cực kỳ lì luôn, sẽ thuộc về ai nếu như mà đón trúng sẽ được nhận một tờ 200 ngàn cộng với lại một son win nè, cộng với lại một body lotion bên Phương nha. Ngày mai Phương đi Hàn Quốc rồi cho nên là hôm nay Phương cố gắng Phương like một lần nữa cho các bạn nha. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu chơi nè. Ok, 54 Huyền Bé ơi không trúng nha em. 54 không đúng, đợi Phương xíu Phương mở lên đã. Các bạn ơi, các bạn có bạn đón trúng mà bạn không chịu share thì Phương sẽ không cho bạn đâu, Phương dùng điện thoại để kiểm tra nha. 09 không đúng nha Đỗ Tâm. 09 là không đúng nha. 09 là không đúng rồi. 21 cũng không nữa. 21 cũng không. 54 cũng không nha. 56 Phương Hà 56 không đúng nha. 16 không đúng nha Phương Hà. 18 Trinh Đặng cũng không nè. Thủy 11 cũng không em ơi. 34 Hồ Ngọc không đúng rồi nha Hồ Ngọc. Mỹ Hân 56 không đúng nha. 28 Nguyên Dương 28. Dương ơi số đó hơi nhỏ đó, em tăng lên một chút đi em ơi. Relay Me 68 hả? 68 hơi lớn rồi Relay Me ơi, em xuống một chút nữa. Tư Nguyễn